Ok và hello, chào mừng tất cả các bạn đã cùng quay trở lại với channel của mình. Và mình là Đức Mõm đây, và chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ các bạn nhá. Thì hôm nay trời khá là mưa. Đấy, các bạn nhìn không, sân nhà mình khá là ướt nên là không thể nào quay được đá penalty được. Hôm nay mình tính là quay đá penalty bằng chai sân này. Đấy, mình có mua một chai sân này góc kia kìa. Nhưng mà hôm nay không đá được. Với lại là sân nhà mình toàn cứt chó thôi. Đây, cho các bạn xem nhá. Này, đây cục này, đây cục này, kia cục này, kia cục này. Ui dồi ôi. Thì mình thật lòng là mình xin lỗi mấy cái bạn mà đang ăn cơm nhé. Hiện tại kênh YouTube của mình đang có rất nhiều người xem, nhưng mà trong đó chỉ có tầm khoảng 2% người là đăng ký kênh thôi, còn lại là chưa có đăng ký kênh. Nếu như mọi người yêu quý cả tem của bọn mình ý, thì mọi người nhớ ấn đăng ký cho bọn mình nhá. Cảm ơn bạn, nhớ là cho mình xin một like nhá. Bây giờ sẽ đến với chuyên mục ẩm thực của ngày hôm nay thôi. Thì chuyên mục ẩm thực ngày hôm nay sẽ là món hàu nhá các bạn nhá. Hôm nay sẽ là món hàu tẩm bột chiên giòn. Đây, đây là con hàu. Thì cái chỗ này là 10 cân hàu vỏ, mẹ mình tách vỏ ra, mẹ mình gửi lên cho mình. Thì nó sẽ được tầm khoảng cân rưỡi, 2 cân hàu thịt như này nhá. Các bạn nhìn không? Đó, đây cho bạn xem này. Chỗ mình thì là chỗ chuyên sản xuất và nuôi trồng hàu ấy, nên là mẹ mình sẽ lấy được cái giá rẻ hơn bình thường nhá. Các bạn nhìn không? Ok, bây giờ chúng mình sẽ tẩm bột và chiên lên nhá. Lần đầu tiên ăn cái món này mọi người ạ. Không biết tí nữa nó có vị như thế nào đây. Vị của hàu thôi, nhưng mà đây tôi diễn tả bạn nhá. Bên ngoài nó giòn, bên trong nó mềm, với cả hương vị rất là thơm và ngon luôn. Nghĩ là bạn sẽ được ăn. Mình thấy nó trắng trắng ngoài này hình như là hàu sữa nhỉ. Đúng rồi, hàu sữa. Ok nhá, bây giờ mình sẽ đem lên chiên này. Ui, xong một mẻ rồi. Thơm mát. Tí nữa là chấm với cả tương ớt. Nhìn như là cánh gà ấy nhỉ. Nhưng mà món này ngon hơn nhiều. Đó. Rồi, nhiều đến chơi, nhiều đến chơi. Chào bạn nha. Hiếu bên đây rồi, cho mày ăn thử quả món ẩm thực tự thừa luôn. Kinh Hiếu ở bên kia mà gửi tận mùi bên này anh ạ. Sao mùi mày tính ấy? Có đồ ăn là phải lến ngay các bạn ạ. Đấy, có đồ ăn thì mới rút mặt lến, nhưng bảo quay ở link chả biết đâu. Tao đi học thôi. Bà cho cả vào. Hơi lên, ấm ấm ấy. Vị nào bà? Bên, có phải bên ngoài giòn là bên trong nó... Bên ngoài giòn, trong mềm, thơm. Và có cái vị... đúng là vị đồ biển. Đó, ngon. Bà thẩm định cháu con. Cầm cái gì? Bà ăn thẩm định cháu con. Bà quay đây. Bà mới điển nên có khi lại được. Ngon. Được rồi. Tuyệt vời. Cuối cùng đã xong các bạn ơi. Thơm lắm. Ngon lắm. Mình không đợi được. Mời bạn ăn nhá. Đây là món hàu tẩm bột chiên giòn. Từ từ. Để mình thử, lần đầu tiên mình ăn này, để mình thử. Ăn đi, thôi anh em cứ ăn đi. Mình thì ăn cũng nhiều nhưng mà đầu tiên ăn thử anh Đức đầu bếp. Ngon lắm rồi, ngon ngon. Ngon. Như này nhá. Ngon lắm các bạn. Các bạn đây các bạn, kiếm tiền tỷ mà xem được clip này cay lắm. Thằng cu em đi học rồi. Ngon này, ra ăn đâu. Đó. Ngon cực luôn. Ở ngoài Này. Các bạn ơi, con hàu béo ngậy. Yum. À, mất rồi, miếng ăn vào miệng mất. Ngon nhở, thơm. Như em gái 18 các bạn. Bên ngoài giòn giòn, bên trong thì mềm. Cái món này đầu tiên bọn mình lấy hàu lên ấy, bọn mình tính là cuộc thi vỉa hàu. Nhưng mà mình lại nghĩ ra cái món này nên là thôi làm luôn ăn cho ngon. À, ngon. Nóng quá. Mà mình cảm nghĩ hai con dính nhau rồi. Chiên lên ăn cùng với bột. Mắc lại. Như kiểu ăn giái gà các bạn ạ. Ăn bạn ăn giái gà à? Ừ. Người ta gọi cảm là... nhận cảm ăn như kiểu giái gà. Đây làm một miếng gọi là kẹp với rau nhá bạn nhá. Đấy, 2-3 con luôn. Ăn cùng với rau cho nó mát mọi người. Đây các bạn ơi. Dưới thật nhiều tương ớt vào. Úi giời ơi. Mời bạn nhá. Ăn kiểu này mới sướng. Mời các bạn nha. Mời mọi người nha. Đầy mồm quá. Ngon quá.
Tuyệt vời luôn. Camera men thèm đỏ ra dãi. Chết này, hỏng hết máy quay. Ui, phải gọi là tuyệt vời bạn đây. Bây anh em mình sẽ ăn siêu cay bạn nhá. Đấy, cho thật nhiều thứ. Ui, tuyệt vời. Ăn này có khi về đi ỉa các bạn ạ. Đang ăn hầu này. Thế này nó thế. Nhưng mà nó là như vậy. Bạn lấy tôi cái giấy ra, ký giấy cho thằng này rời tim. Mất dạy. Đang ăn cứt đái. Tôi ghét nhất là đang ăn hàng nói cứt. Mất ngon luôn. Các bạn ơi, con này to chưa? Mập chưa? Xung quanh toàn là hầu ấy. Quay mùng năm cũ ăn buồn cười không các bạn? Mùng của năm cũ nhiều. Nhiều đít vịt đấy. Miệng răng này là mồm ăn như kiểu dị tật đấy. Ngon quá. Mồm thằng này bị mẻ mà. Hả? Mỗi lần ăn á, nó phải nhét vào trong này nè. Hả? Để cho cái phần trong nó nhai, cái bên trong này không nhai. Vui vui bạn xòe tay mình cho con hầu. Xòe tay. Biết ngay, láo. Cái trò này, bị mình bị cái này bao nhiêu lần nữa, cái này mình rút kinh nghiệm. Người ta gọi là trưởng thành ấy mọi người. Mỗi lần vấp ngã là phải đứng lên. Đây là 5 con dính vào nhau nhá. Nhìn này. Ui. Bia. Nóng quá. À, mấy người mà thích vỉa hầu á kiểu này. Bao nhiêu người xem tờ clip của mình nhá, người lớn, trẻ em, các thể loại người ta cùng xem, thằng này người ta sẽ đánh giá này thằng đầu óc đen tối. Tôi khẳng định bạn không phải là người. Là một con ăn uống đàng hoàng. Các bạn ăn uống này. Tôi vả nhẹ. Tôi mà làm chó trước mặt bố tôi chó dép mồm. Con này người ta thường thường ở nhà hàng 5 sao ăn sống một con sẽ là khoảng 150-200 nghìn Việt Nam. Thôi camera mẹ ăn đi. Còn mấy con đây, camera mẹ đấy nhá, anh của Tiến nhá. Chào mọi người nhá. Ăn đi. Ngon. Ngon lắm mọi người ạ. Cú Tiến mới về ăn mẻ thứ hai này. Ăn thử xem ngon không? Cái này đớp 2 bát mới được. Đớp miếng hết luôn. Chỗ này em gọi là chưa ăn cơm nên là ngon không? Cãi nhau kìa. Cãi nhau. Đấy, cãi nhau đấy. Tâm bất biến giữa vàng à dòng đời bất biên, anh ta vẫn ngồi ăn.